Phượng đẹp quá cô Phượng ơi. Đây là một bức tranh áo dài đó, chứ không phải là mình vẽ bình thường đâu. Tạo dài nha, đó tạo dài. Cái tự nhiên nhé mới là hay, không cần phải kỹ quá, mạnh dạn dùng cọ lướt luôn, tự nhiên. Cái lúc đó là cũng do mình bị đặt nặng vấn đề quá, nó sẽ làm mình nặng trĩu đi, cấm phá lên. Mình tưởng tượng mình đang vẽ tranh đi là nó sẽ nhẹ nhẹ nhàng lại, không cần phải ngồi mà gò quá nữa. Cắm phá phớt, phớt cái cũng đạt lá đó. Vẫn biết chiếc cánh em rơi bay muôn phương, sao tôi còn vương. Tác phẩm nào cũng đẹp hết. Dù lòng tôi đang cơn phong ba sông khơi, dù lòng tôi đang cơn cuồng gì xe đạp, còn mấy cầm cái cầm nữa chưa có dễ, đáp mình sẽ dễ luôn.